Trước thì chúng ta chia xong tạm thời những cái khung to ở trong cái phần phần layout của cái trang kênh 14 rồi. Bây giờ chúng ta chia vào chi tiết của cái phần này, của phần bên này. Đúng không? Còn quảng cáo vứt đấy, kệ nó. Đúng không? Tiếp tục xử lý như sau. Có content này. Bây giờ content nó gồm có những cái gì? Vào kênh 14.vn. Hôm trước tôi nói chúng ta có cái phần trên này là cái gì nhỉ? Hot new đúng không? Rồi ok. Chúng ta có cái thẻ deep, có class là hot new luôn. Hot news. Cái gì vậy? Hot news. Sau đó ở trong này chúng ta sẽ có một cái, đã chia được cái cục này rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp ra đây cái phần to này, cưa đôi. Thì chúng ta sẽ có div div class là bằng div class là bằng major major new đúng không? Và chúng ta sẽ để ý này, ở đây tôi cái này chia 2 phần 3 đúng không? Cái này 2 phần 3, cái này 1 phần 3. Đúng nhá? Thì tôi sẽ có là côn trừ 66 hoặc là côn trừ côn trừ đây côn trừ 8 đi. Biết vì sao tôi để côn trừ 8 không? Nó sẽ là logic như này. Đây chúng ta cứ tưởng tượng như này nhá. Bút được nhỉ? Đây. Ở à đây, cái này tôi vừa mới dạy xong. Trên một cái phần khung, một cái độ dài nhất định thì thường thường chúng ta sẽ có cái các cái cột, chia các cái cột ra, không chia dọc các cột ra thì nó sẽ là gồm 2 phần 3, ví dụ dòng cái đầu tiên là 2 phần 3, cái thứ hai là mỗi thằng 50% đúng không, một rồi một thằng 1/4, mỗi thằng 1/3, mỗi thằng 1/3 đúng không, rồi mỗi thằng 1/4 này đúng không, rồi thì một thằng 75%, một thằng 25% đúng không. Nhưng cái thằng này thì cái này gọi là 4 phần 3 phần 4, cái này 1 phần 4 đúng không? Thì nãy giờ chúng ta có những cái con số là 2 phần 3, 1 phần 3 này, 1 phần 2, 1 phần 2 này, 1 phần 4 này, đây là 1 phần 3, đây là 1 phần 4 này, đây là 3 phần 4 này, đây là 1 phần 4 này đúng không? Nãy giờ chúng ta có là 1, 2, 3, 4 đúng không? Đấy, những cái số này bây giờ cái mẫu số chung và 8 nữa ở đâu cũng 8. Đây chúng ta có 1 này, 1 phần 2 này, 3 phần 4 này, 2 phần 3 này đó. Những cái số này chúng ta sẽ tính được cái mẫu số chung lớn nhất của nó ấy. Nó sẽ làm số 12. Giờ nhớ tôi nhé, số 12 nhé. Nhớ tôi cái số này, số 12. Bởi vì sao? Ví dụ thằng 1 phần 3 này, 2 phần 3 và 1 phần 3 thì nó sẽ chia ra làm đây là 8, đây là 4, cộng vào 12 đúng không? Thằng này là 6, 6 thì cũng cộng vào 12 đúng không? Chia đôi. Thằng này là 1 phần 3, 1 phần 3, 1 phần 3 thì 3 cái này là 4, 4, cộng vào khoảng 12 đúng không? Thì cái triết lý thiết kế của chúng ta, cái triết lý làm của chúng ta, logic làm của chúng ta sẽ là mỗi một cái độ rộng bất kỳ chúng ta sẽ chia nó thành 12 cột, 12 cột. Sau đó những cái thằng con của nó chúng ta sẽ tính ra, ví dụ như thằng này chiếm 2 phần 3 tức là một cái thằng này đi chiếm 8 phần, thằng này chiếm 4 phần. Bây giờ hai thằng mà chia đôi, thằng này chiếm 6 phần, thằng này chiếm 6 phần nữa. Ở đây chiếm 1 phần 3 tức là 4 phần đúng không? Ở đây chiếm 1 phần 4 tức là 3 phần. Ở đây chiếm 75% tức là 9 phần, thằng này là 3 phần, luôn luôn cộng vào tổng của 12. Thế chứ nhỉ? Thì tôi sẽ sử dụng cái này, tôi lấy cái số phần này, tôi chia, tôi lấy 100 chia cho những cái số phần này, tôi ra cái số độ rộng. Thì ở đây cái thằng major này tôi sẽ để nó là, đây là 2 phần 3 đúng không? Tôi để nó là côn 8. Được chưa? Côn 8. Thằng còn lại của tôi major, đây là minor, minor new, tôi để là côn mấy cho nó bằng 12? Côn 4.
Được chưa? Các bạn thêm cái này vào cho tôi. Côn 8, côn 4. Bây giờ chúng ta sẽ chia như sau. Xong cái này chưa? Chúng ta có cái major này. Đây, main này, content. Chúng ta sẽ có cái major new này sẽ có min 2. Min 2 là bằng 300 pixel. Background là light blue đi. Tôi để bừa thế. Được chưa? Light blue. Thằng minor. Minor new, min 2 cũng bằng 300 pixel. Background là light green. Light green. Đấy. Minor new. Được chưa? Các bạn cứ viết cái này vào cho tôi đi. Sau đó chúng ta ở dưới này chúng ta sẽ viết tạm ra đây. Chúng ta có class là côn trừ 8. Thì chúng ta sẽ có cái là width bằng 8.3333 nhân với lại 8 bằng bao nhiêu? Tính nhá. Calculator này 8.3333 nhân với 8 bằng 66.6667 đúng không? Chúng ta sẽ để côn 8 bằng width bằng 66.6666%. Float left. Có côn trừ 4. Yeah. Sẽ có width bằng 8.3333. Cái gì? Nhân với 4. 33.333 đúng không? Phần trăm. Lại float left. Xếp xuống. Tí nữa chúng ta sẽ tính nốt những cái phần từ 1 cho đến 12 còn lại. Những phần khác chia sau thì tính sau. Được chưa? Bây giờ các bạn reload lại trang, các bạn coi xem nó đến đâu. Khi chưa? Check xem có khi đâu. Tí nó bỏ cái này xuống, tí động đến nó. Gì vậy? Sao mày không đi vào lớp mày đi? Mày đứng lên làm gì? Học à? Học ké à? Nộp tiền học chưa? Nhậu luôn mà. Nhậu với ai? Không. Dẹp đi. Được chưa? Các bạn check xem nó đã khít với nhau chưa? Có đúng vào 100% không? Đây không? Đây không? Rồi, bây giờ xong cái. Tất nhiên với khi mà chúng ta làm cái này, chúng ta đã có float thì phải có đi kèm với cái gì? Còn nhớ không? Clear fix cho cái thằng thẻ. Thẻ nào? Thẻ chứa chúng nó, thằng này đúng không? Thì chúng ta phải có clear fix vào đây. Chứ không phải là héo đấy nhá. Xong chưa? Tiếp theo đến vùng bên dưới. Chúng ta sẽ nhìn đây là 3 thằng đúng không? Đúng nhá. Hôm trước tôi dặn cho các bạn đặt cái này tên là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Hả? Ông đặt là gì? Mày chưa làm đúng không? Đặt cái này class là gì? Cái phần này này. Các bạn đặt tên cái phần này là gì? Hả? Cái gì? Reading. Không, cả cái dãy này cơ mà. Trending slide đúng không? Trending slide.
Tất nhiên thằng này cũng sẽ lại phải là clear fix. Yeah. Chúng ta sẽ có div, có class là trending trừ unit. 12 chia cho 3 bằng mấy? Con trừ 4. Con trừ 4. Sau đó sẽ đắp ticket thằng này lên 3 lần, lên thêm 2 lần nữa. Được chưa? Chúng ta lại copy cái trending unit này. Chúng ta vào đây, chúng ta sửa. Nó nằm ngay dưới cái minor new này này. Chúng ta sửa nó là trending unit này. Viết thêm vào đây là min 2 bằng 200 pixel border. Ô, không phải border đi. Border right bằng 1 pixel solid màu đen. Chúng ta cứ bắt cắt màu ra thế, tí nữa chúng ta sẽ tiến hành xử lý sau. Border right. Được chưa? Ra ngoài reload. Có đúng có 3 thằng không? Cái thằng này bị đạp xuống dưới rồi, do cái border này. Nên bị đạp xuống dưới nó khít quá. Nó vừa khít 100%. Cho nên là nó sẽ bị đạp xuống dưới. Thì chúng ta bỏ border đi nhá. Bỏ border đi. Chúng ta có trending unit first. Đây. 2.first try và last try. Last try. Chúng ta có background cho nó. Background cho nó bằng màu aqua. First try và last try có màu aqua, còn thằng ở giữa màu gì kệ nó. Không quan tâm. Được chưa? Reload. Sao? Đúng 3 thằng chưa? Chính xác không? Đây này. Đúng 3 ông Thánh nhau. 1 thằng, 2 thằng, 3 thằng. Xong chưa? Sao? Có vấn đề gì? Chưa được đấy hả? Đây. Check kỹ lại xem nào. Bạn không cô thì làm sao nó có độ rộng được để mà hiển thị. Được chưa? Sau đó thằng trending slide này chúng ta cũng xử lý một tí. Copy đây. Trending slide nó sẽ có padding bottom bằng 20 pixel, border bottom
bằng 2 pixel solid. Màu này là màu gì ta? Để tôi kiếm xem cái màu này là màu gì. Vàng. Vàng ok. Mày chỉ nhảm nhí. FF5E34. Thì đây là cái kết quả. Đúng không? Chính nó. Sao mày xem lâu thế? Được chưa? Xong chưa? Rồi. Đấy là cái vùng này. Thích thì cái vùng trên chúng ta cũng nên cách xuống một tí nữa cho nó thoáng. Vùng trên này này. Vùng phía trên này. Đúng không? Cách xuống dưới cũng tẹo cho nó thoáng. Thì ở trên chúng ta để nó là cái gì nhỉ? Hot new đúng không? Thì hot new. Copy cái hot new này. Hot new. Đây là margin. Margin trừ bottom 20 pixel. Vậy thôi. Margin bottom 20 pixel. Thế là tự động chúng nó cách nhau ra 20 pixel. Đúng chưa? Không nhỉ? Đó. Tiếp phần dưới thì cũng quá dễ rồi. Đúng không? Phần này chẳng có gì để bàn luôn. Nào viết như nào? Phần này viết như nào? Viết như nào phần này? Deep này đặt tên là gì? Tùy thầy, tùy là tùy thế nào? Nhà tôi không ai tên là tùy cả. Tôi đã đặt tên phần này đâu? New, lại new, lắm new đấy. Deep, new, unit. Cái này có cần code không? Vì sao không cần? Đúng rồi, nó có cái ảnh rồi. Clear fix. Trong này lại chia ra làm hai. Đúng không? Chia ra làm hai. Một cái là ảnh, một cái là tin. Đúng không? Thì chúng ta cưa ra. Deep class là new img. Côn bằng mấy? 3. Cái thằng dưới côn bằng mấy? Oh.
new content côn bằng 9. Chúng ta đã có côn 3 chưa? Đã có cái class côn 3 chưa? Đó. Các bạn có cùng gõ lại đi. Côn 3 thì độ rộng khoảng bao nhiêu? Đúng rồi, thế mà cũng phải tính luôn mà. Width bằng cái này mà cũng phải tính nhá. Côn trừ 9 width bằng 75%. Đúng chưa? Và nhấc cái thằng 8 xuống dưới nào. Bây giờ chúng ta có viết luôn côn 1 đi. Côn 1 bằng có width. Width cái này bằng 8.333%. Côn 2. Côn 2 có width bằng 16.6667. Đúng không? 1 2 3 4 5 thiếu 5, 5 thì tí nữa, 5 thì chắc là 60 thôi, nhanh thôi. À 5 thì là 50, côn 5. Côn 5 bằng bao nhiêu? 41. 41.6667%. Côn 6 thì bằng 50%. Côn 7. Côn 7 thì bằng 58.3333%. 8 9 rồi, 10. 75 cộng 8 là bao nhiêu? 83.3333%. Côn 10. Đây là côn 10 này. Đây là côn 11. Đây là 91. 6667%. Côn 12 thì bằng 100%. Đúng không? Đấy là hệ thống côn của chúng ta. Để tôi cứ đẩy code lên luôn bây giờ đây. Xem xét gì. Tôi bắt phải viết cho nhớ ấy. Ừ? Mày nhân đi. 8.3333 nhân với lại 7. Lười kinh khủng. Côn 6 là bằng 50% thì côn 7 là bằng 58.3333%. Thế mà cũng phải tính. Làm cái côn này xong thấy dễ hẳn đúng không? Hả? Cái gì? Tôi đẩy lên rồi đấy. Đẩy côn lên GitHub rồi đấy. Mày tự tính đi. Được chưa?
gì ấy? Đau copy về phát là xong, như đau gì mà đau, có gì mà đau hả? Xong chưa? Đó, new img bây giờ mình có cái gì? Là đặt cho nó cái vùng thôi mà, chứ có cái next gì đâu. Đây. New img thì sẽ có cái background. Rồi min 2 đi. Min 2 bằng 200 pixel. Background là màu gray. Đúng không? Và new new content thì sẽ có min 2 bằng 200 pixel, background là màu green. Xong, hết vẹo. Đúng không? Hình như nó hơi lệch lệch thế nào ấy. Nó to này mà. Thôi thì 4, sửa lại thành 48 đi. Cho nó rộng ra một tí. 4, 8. Cho rộng rộng ra một tí. Không lại khổ thân đâu. 48. Và chúng ta có cái new unit này cũng phải code cho nó này. New unit thì sẽ có margin. Margin 20 pixel 0. Tức là cách trên và cách dưới mỗi bên là 20 pixel, đúng không? Sẽ có cái phần đâu, padding chứ. Padding 20 pixel. Và sẽ có border trừ bottom bằng 1 pixel solid màu xám và C. Màu đen đi, tạm thời màu đen đi đã. Tí nữa chúng ta chuyển màu xám sau. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ tiến hành duplicate thằng unit này lên vài lần cho nó nhiều. Chính xác chưa? Đây là sơ sơ về cái giao diện của phần kênh 14. Tất nhiên là nó còn nhiều cái còn nhiều cái cách hiển thị khác nữa, chứ không phải chỉ có cái cách đơn điệu như này. Ví dụ như đây là một cách này. Đúng không? Đây một cái này. Rồi thì đây là một cái này. Đúng không? Có rất là nhiều cách chứ không phải chỉ có mỗi cách này. Nhưng tạm thời chúng ta dừng lại ở đây đã. Để cái này tôi làm để cho chúng ta làm quen thôi. Gì? Không biết xài đâu. Quen mà mình không biết sao cái mình như con đen là nó đẩy đâu. Đây đi. Bỏ comment. Mày thiếu dấu đóng ngoặc. Nhìn cái là biết nó đi đâu. Được chưa? Tính ra kênh 14 dễ nhỉ. Chẳng có cái vẹo gì cả. Ừ. Không, 24 giờ là kênh khó, không chơi. 24 giờ giao diện nó khó thật mà. Ngu gì động vào đấy. Được chưa? Còn nhiều lắm, bây giờ chúng ta mới bắt đầu phin vào thôi.
Cứ đẩy code lên nhá. Bạn nào không theo kịp thì lấy về mà dùng. Được chưa? Xong nhá. Ngó lại xem chúng ta đã có những cái gì. Thứ nhất, chúng ta xây dựng xong cái hệ thống grid bằng cái mớ côn này. Đây chỉ là thô sơ thôi nhá. Cái thứ hai, chúng ta viết được ra cái reset lại cái margin padding cho tất cả các thẻ. Và có phần các cái thẻ, các class là container, clear fix. Tất nhiên là tôi sẽ bê cái mớ côn này lên trên kia. Bê cái mớ côn này lên trên cùng chỗ với lại cái đoạn mà clear fix và container rồi. Chứ tôi không để nó tít dưới kia làm gì nữa. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục đến cái phần hoàn thiện của cái mớ trên này. Đúng không? Với mớ trên này. Giờ sao? Làm sao để làm này? UL LI. Ok, nhắc đây UL LI. UL LI là trong LI phải có thẻ A đúng không? Thẻ A hrep bằng thăng. Đây là cái quiz. Rồi magazine. Magazine đọc chậm. Rồi road to we choice. Cái này bỏ qua đi. Nên tôi để là tiêu điểm. Ví dụ thế. Đúng không? Xong rồi giờ sao? Bây giờ chúng ta sẽ reload lại xem nó như thế nào. Tất nhiên nó sẽ thành như thế này rồi. Đấy chuyện bình thường. Hả? Chúng ta sẽ xử lý như sau. Xong đến đây chưa? Cứ làm xong đi đã, cứ thông thả. Sao? Bây giờ chúng ta sẽ có này. Top menu. Xong đến đây chưa? Rồi, chúng ta kéo lên trên xem cái đoạn top menu là cái đoạn nào. Đây top menu đây, viết ngay dưới nó ấy.
top menu cách UL cách LI. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Float left. Float left. Đúng không? Xem nó lên chưa đã. Đúng chưa? Còn cái dấu chấm này bỏ đi nhá. Chúng ta sẽ bỏ cái dấu chấm đi. Top menu UL thì có list style none, list style type cũng bằng none node, đều là float left cả. Đúng không? Chỉ cần một cái cũng được, cái trên cũng được. Nhưng cái này tôi không nhớ là cho cái gì. Để tôi nhớ lại đó. Kiểu theo thói quen thôi. Không nhớ lắm, để tí về tôi check lại. Để tí tôi check lại xem cái này là cái gì. Nó có tác dụng đấy. Được chưa? Bây giờ nó đã lên trên rồi này. Bỏ đi này. Bây giờ chúng ta sẽ mỗi một cái thằng này nó sẽ có một khoảng cách với nhau nhất định, đúng không? Chúng ta sẽ có cái gì ta? Padding 0 10 pixel. À nhầm, bên kia của mình. Đúng chưa? Rồi gì nữa? Take transform uppercase. Đúng chưa? Cái này chúng ta để cho nó là 230 pixel line 2 bằng 30 pixel nữa. Và bỏ cái này đi, bỏ luôn background, thằng này giữ lại background. Bỏ cái min 2 của thằng top menu đi. Đúng chưa? Nó vào giữa chưa? Có top menu ULLIA. Đến thẻ A nằm ngay trong. Chúng ta sẽ có là take decoration bằng none. Color là màu trắng đúng không? Color là màu trắng FFF. Ông thấy lấy chữ thường à? Hiểu chưa? CS có thể làm được chữ thường thành chữ hoa thành chữ thường, mà hoặc là viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên của mỗi từ. Được chưa? Tí nữa chúng ta chỉ cần bỏ background của thằng container đi phát là xong luôn, là chuyển thẳng sang màu đen của thằng kia luôn. Ví dụ thử phát nhé, bỏ background thằng này đi phát gần giống rồi đúng không? Chẳng qua là cỡ chữ và cái kiểu chữ của chúng ta nó khác thôi. Đây cỡ chữ của nó là cỡ loại chữ không chân, chữ nó bé hơn nữa, chữ nó cũng bé hơn đấy. Thì chúng ta sẽ để cho nó cái chờ tí nhá, phông size thôi. Đây là phông size, phông size bằng 12 pixel, xem đã nhỏ chưa, đấy nhá, đúng không, nhỏ rồi đúng không. Chúng ta có phông family bằng Arial phải sans serif. Được chưa? Chữ đậm phông weight bằng bold.
Đấy, được rồi đấy. Còn cái hình ngôi sao lên thì sao? Theo các bạn làm sao để làm cái hình ngôi sao lần trước? Em lạy anh. Tại sao lại nghĩ kiểu email đấy nó mệt người ra? Hả? Kiểu kia là kiểu gì? Cái này hả? Đây nhá, các bạn để ý này. Đừng bảo nó đặt ngôi sao thật nhá. Để coi nó làm cách nào. Đây. Đâu đây background I made mà. Quan gì? Tất nhiên là vẫn phải đao cái ảnh về. Đây. Đây là cái ngôi sao. Save image as document này, 1710 này, D06 này. Đây là ngôi sao. Ngôi chữ sao .png. Thấy chưa? Các bạn tải về đi, làm như tôi ấy. Đấy nhá. Các bạn tiến hành chuột phải vào, chuột phải vào đây này. Inspect, tìm đúng thẻ A đúng không? Chiếu sang bên này nó sẽ có cái background image bằng URL web image cái gì, copy cái đường dẫn này. Copy cái đường dẫn này. Được chưa? Mở một cái tab mới, kênh 14 sược vẹt cái đường dẫn kia vào. Đây cách lấy cái ảnh. Xong chuột phải và tải về là xong. Hả? Ở trong này tôi sẽ có là cái top menu, tôi không làm giống như nó. Tôi làm top menu ULLI 2.before. Thử xem có được không. 2.before có content. Content bằng URL. Cái đường dẫn kia, ngôi trừ sao .png. Không biết có được không. Hy vọng là được. Đây ra ngôi sao đây này. Thấy không? Và chúng ta sẽ có cái margin. Margin right bằng 2 pixel cho nó cách nhau ra. Đó. Được chưa? Đâu nhất thiết phải làm giống người ta đâu. Ai cần hỗ trợ gì không? Đẩy cốt lên nhá. Ăn ẩu rồi. Từ web, từ web. Đó.
nào 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 click vào đây, click vào đây nào từ đâu Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi, đã vung rồi đấy. Đây, nhìn ra nhìn vào này. Đúng không? Dạ, copy. Tạp ra vào cái tab mới. Tab 6 để focus vào đấy. Đây, 11.vn. Làm sao được? Chúng ta đây chúng ta có display bằng block nữa cho thẻ A ấy, để cho nó hết cái độ rộng. Đây này, chúng ta thấy không? Nó reload lại. Ôi giời ơi, cái gì đây? Gì mà tổng này trời. Các bạn chờ tôi chút nha để tôi xem nó lỗi gì. Đây, hai. Wait. Nếu mà để như này thì lại không được. Bỏ display block này nhá. Cho nó lên trên. Hay thật. Chúng ta sửa cái LI này cho tôi thành cái LI A nhá. Cái LI lớn hơn A. Tức là set cái ngôi sao đấy cho thẻ A chứ không phải set cho thẻ LI. Bởi vì nếu set cho thẻ LI thì các bạn không thể nào mà hover vào cái thẻ LI đấy và vào cái ngôi sao đấy mà nó chuyển thành hình mặt tay được. Được chưa? Cho nên chúng ta nên set cho thẻ A thì hợp lý hơn. Được chưa? Được chưa? Bây giờ các bạn thử nhét cho tôi cái ảnh này vào coi nào. Xong phần trên rồi đúng không? Phần trên là hết rồi đúng không? Bây giờ các bạn thử làm tôi cái này coi nào. Đây này. Muốn làm nào là thử nhét vào cho tôi xem nào. Hả? Khá lơ. Đây. Background là do cái thẻ, do cái container đúng không? Comment nó vào. Hoặc là xóa béng nó đi là xong. Được chưa? Ừ. Sao không lấy được? Thế này. Tôi lấy được không? Mất tôi cái gì? Hả?
Để coi nào. Cái đường dẫn. Cái đường dẫn này nó over cả. Sprite. À, kênh 14 CDN. Không vào được mà. Để coi nào. Web trừ image. Miễn là ra cái ảnh này được. Mày đừng cắt nhá. Đừng có mà cắt ảnh. Để im xem nào. Kênh 14 CDN HTTPS kênh 14 CDN.com web image. Đúng không ạ? Không được rồi, nó chặn cái đường dẫn này, nó không cho phép lấy cái ảnh gốc. Lên Google rồi, lên Google rồi, một rổ luôn. Rồi mít hả? Từ đã, cần gì giống. Nó không có luôn mà. Con này bậy tởm thật. Nó biết sẽ có người lấy mà. Không cho lấy gì. Câu lấy cho tôi cái logo của LG vứt vào đấy. Đây á. Đây á. Đây này xấu quá. Bậy nhở. Con này tởm thật. Không cho lấy luôn. Mấy đứa bảo vợ mình nhận cắp về. Cái đường dẫn này là do nó config về cái DNS. Nơi nào được con lấy cái logo của nó rồi. Sợ thật. Các bạn cứ lấy một cái logo các bạn đặt vào đấy nhé. Không thích thì nhét ảnh mình vào đấy cũng được. Mày thích nhất cái gì vào đấy nhé? Đó. Ảnh mà to quá thì chúng ta phải để cái chuyển thành cái background. Chuyển cái ảnh thành background. Sửa luôn sai của nó là email. Sửa nó sẽ bị méo. Tùy thôi. Thích nhất kiểu gì nhé. Để tôi copy cái này về. À, nhưng mà cái này nó là màu trắng. Phải lấy ảnh có màu trong cơ.
cái này nó có search cái transparent. Đây à? Cái này có một trong này. Này á, tôi thích cái này. Đây là để vào logo. Rồi. Tôi sẽ nhét vào đây phần logo đúng không? Class logo này. Thì chúng ta sẽ nhét một cái thẻ đồ logo đúng nhỉ? Đây logo rồi. Đây đúng không? Chúng ta sẽ bỏ cái border đi. Chúng ta sẽ có cái background bằng url logo.png ở đây. Đúng không? Background gì để background size cover. Hơi to rồi. Cơ bản thôi kệ. Để thế cũng được. Do chúng nó không cho mình lấy background. Thử cho cái này nhỏ vào, cho width này nhỏ vào xem nó có kéo được lên không. Đấy, 110 pixel là nó tự động nó kéo cái logo lên trên. Tự động nó kéo lên trên. Cái ảnh của các bạn khác ảnh của tôi cho nên là có khả năng không đúng rồi chứ. Tôi sẽ nhét về một thẻ A. Được rồi. Nhét thẻ A bao ra ngoài của cái div logo. Xong. Đến mấy cái này đúng không? Giờ sao? Giờ sao? Cái hình này có lấy được không? Lại chắc lấy được. Chưa chắc là lấy được đâu. Để tôi xem. Lại CDN à? Đây này, nó là chính là cái before này. Chưa chắc nó lấy được cái logo kia đâu. Nó là cắt hình nó nhét vào đây thôi. Chưa chắc nó lấy được cái hình gì đâu. Không lấy được. Đấy hả? Link này không lấy được, kênh 14 CDN này không lấy được. Không cần, ông lấy link khác. Ông lấy hình khác. Rồi. Các bạn vào cho mình trang này. phong-awesome.io vào đi, phong-awesome.io. Chúng ta vào download, kích vào download, nó sẽ bật ra cái này đúng không, kéo dưới no thanks, just download phong-awesome 4, kích vào đây, được chưa, tải về đi.
Color cho thẻ A. Đây này. Xong chưa nhỉ? Tải cái phông awesome nhá, giải nén nó ra. Đâu rồi cái phông awesome của tôi, giải nén nó ra này. Được chưa? Đổi tên cái thư mục, chuyển thành phông trừ awesome. Rồi copy nó. Paste vào trong cái phần bài ngày hôm nay của chúng ta ấy. Paste vào đây này. Được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành ở phía trên này, chúng ta sẽ link vào thêm là trước cái main CS ấy, chúng ta link ở đây là phông trừ awesome sược CSS sược phông awesome chấm min chấm CSS nhét vào đi. Để nén ra, copy vứt vào trong project của mình ấy. Không nhá. Giờ tôi hướng dẫn chúng ta xài nhé. Chúng ta bấm một cái icon này. Nhìn nhá. Kích vào. Đây này. Cái chỗ nào có chữ icon thì vứt vào. Like. Đây đi, dùng cái này đi. Dùng này nhá. Kích vào đấy. Bầu. Tia chớp. Nhìn nhá. Chúng ta IFA cái gì bầu ở dưới này. Bôi đen copy luôn. Rồi xong. Bây giờ thử cái chơi à, nãy là cái gì nhỉ? Đến cái hot tag đúng không? Hot tag hay hot tag gì đấy. Được chưa? Bên cái thẻ in này vào. Được chưa? Bên cái thẻ in này vào.
Chúng ta không làm kiểu before như nó, chúng ta làm kiểu khác. Miễn là ra đúng kết quả là được. Được chưa? Tí tôi đổi màu là xong nhỉ? Thôi được. Ông thích màu nào ông đổi màu đấy. Xong chưa? Có đúng ra hình tia chớp đây không? Sao? Ra chưa? Rồi. Giờ có gì? Giờ phải làm sao giờ? Chỉnh thôi. Hot tag thứ nhất chúng ta bỏ cái border đi. Không cần dùng nữa, bỏ đi. Đúng chưa? Chúng ta có fix luôn cái thằng này là 2 chứ không còn là min 2 nữa và có line 2 bằng 100 pixel luôn. Xem nó xuống giữa chưa? Xem ai cần xuống giữa chưa? Được rồi đúng không? Text align center. Ra giữa chưa? Thì đã viết thêm những thằng kia vào thì nó đẩy vào, nó đẩy ra thôi, đẩy sang hai bên thôi. Ra giữa chưa? Mũi tên của nó màu gì? Trắng đúng không? Copy để xem nó còn có cái gì nữa không nào. Rồi. Chúng ta nhét vào đây thêm cái color. Color là white. FFF. Thử xem có chuyển sang màu trắng nhá. Sang chưa? Xong trắng chưa? Trắng rồi. Tiếp theo, ở trong Phong Awesome nó hỗ trợ luôn chúng ta cái trò làm to làm nhỏ cái ký tự. Bằng cách FA trừ 2X. Nó có FA trừ từ 1X cho đến 5X. 5X là to nhất. Chúng ta thử cái 2X xem sao. Vậy thôi nhỉ? Hay là 3X? Thử cái. Mất gì của bỏ. FA trừ 3X. Hình như to hơn của nó hẳn rồi. Thôi, để 2X thôi. Được chưa? Rồi, hai cái còn lại sao? Đây, cái này. Cái mớ này. Dùng gì? ULLI không ạ? Nhạc quê. 2.P UL LI. Đây là cái nhiều nghệ sĩ đá xéo Chipu đúng không? Inspect. Chúng ta có thẻ A Hrep bằng thăng. Tech bằng nhiều nghệ sĩ đá xéo Chipu. Duplicate lên Victoria's Secret Show 2017. Được chưa? Các bạn tự style đi. Tự style cho thẻ UL cái đi xem có style được không? Style, tôi đẩy cố lên nhé. Các bạn tự style cho tôi cái ULLI kia.
Để cái gì? Cái nào em? Cái này à? Title không bao giờ hiện đâu. Title nó, cái title ấy, nó chính là cái này này. Ví dụ nhá, em để ý này. Em chờ một tí. Đấy, thấy không? Cái đoạn nó bật ra ngoài ấy, cái đấy nó là title. Còn text thì nó là nằm ở giữa này. Hiểu chưa? Đó. Làm gì? Đúng. Bởi vì line 2 mà. Line 2 mà. Đúng chưa? Line 2 của chúng ta là 100 cơ mà. Để sửa cái đấy thì chúng ta sửa lại cái line 2 cho thằng này này. Sửa lại cái line 2 cho thằng này này. Chúng ta cái hot tag class hot tag sc tìm đến thẻ y thì sẽ có line 2 100 pixel. Mà thường thường hai thằng kia thì chắc là cũng thế. Kệ. Thử tìm cách sửa xem sao. Tôi không sửa gì đâu nha, các bạn cứ sửa đi. Thử tìm cách fix cái này xem sao. Đang có được không? Đây là cái sao? Sao sao xấu thế? Đúng sao? Tất cả những thứ chúng ta đã học thì sẽ làm sao để kéo nó xuống.
kéo ID sẽ bị sổ và lên lên rồi mà nó lại bị xô mất đi nguồn đi 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 xét đúng không? Thì xét có thể xem được 2 chữ này trong giấy. Thử xem. Thử xem có thể xem được. Không, thì xét nó vẫn phải ở giữa, ở căn giữa. Thử xem. Còn 2 cái chữ này xem được. 2 cái chữ nó cũng đẩy ra. Có nghĩa đến khi mà 2-3 thằng này ngang hàng nhau nhá. Khi 3 thằng này ngang hàng nhau nhá. Thì cái tia xét nó sẽ nằm ngoài này. Chữ này nằm gần giữa. Chữ này nằm trong. Thử tìm cách khác xem.
nhá. Có cái khó khăn. Thằng này sắp xong rồi. Được chưa? Làm nào. Line 2. Rồi sao nữa? Thử nhá. Nào, bạn đọc rồi bỏ cái này đi này. Xong. Gì nữa? À nhầm, bỏ cái này chứ. Đây đúng không? Bỏ này đi. Bỏ cả hai đi. Bỏ cả hai đi. UL chứ. Ba đi. Này rồi. Không có float có được không? Không có float có được không? Được không? Thế làm sao để cho nó căn giữa được? Không. Rồi, ít nhất là cho nó lên rồi đã. Sao nữa? Rồi, chờ tí nhá. Li này, UL này, đúng không? Tại sao các bạn không nghĩ sang hướng là bốc cái này vứt vào trong Li? Ai bắt là phải để nguyên đó? Chẳng ai bắt phải để nguyên cả. Có được không? Gì nữa? Này có được không? Rồi sao nữa? Nhưng mà có vẻ không ổn. Để có ngó cái đã. Đấy nó dí sát vào lề. Đấy, UL này. UL này chờ tí. Mình tính để tôi thử thêm cái class Clearfix vào đây. UL này. Và UL này sẽ có take a line. Chúng ta sẽ nhấc cái take align từ đây vứt xuống. Không được này. Các bạn xin lỗi cho nữa các bạn tí nhé. Ơi. Cứ nói đi. Tối nay á. Lâu không? Cứ nói đi. Cứ nói đi. Ok. Rồi, tiếp tục nào. Thực ra cái này nó không căn giữa được. Cái này bỏ cái take align center này đi, bởi vì nó cũng không chạy được. Rồi, xong này. Bây giờ chúng ta sẽ thử cái phần này. Vertical align là middle, xong rồi xuống không? Không xuống không?
chắc là phải mang in thôi. Rồi, ok, reload lại đã. Đây, chúng ta có cái mớ này đúng không? Sau đấy thì chúng ta sẽ có cái ok, từ từ bình tĩnh. Nếu mà kiểu này thì chắc là lại phải trả lên rồi. Để tôi ngó lại đã, chờ tí. Load lên. Đúng rồi đấy. Nếu mà đưa vào cái kia thì border khá khó. Ừ, border cái lời kia khá khó. UL này. UL này cũng có float lab này. Sao thằng này được ưu tiên vào trước nhỉ? Rồi đây. Chúng ta sẽ có cái hot tag LI này, có float lab này, UL cũng có float lab này. Thằng này cũng float, LI cũng float lab luôn, để cho nó xuống ở đây. Cái hot tag này chúng ta bỏ cái này đi. Bỏ cái line 2 đi. Để cho nó ngang hàng nhau. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành xử lý là cái UL này. Vậy một cái UL. Ta bỏ một float lab này đi và chúng ta sẽ có thêm một cái margin top bằng 30 pixel. Xuống rồi đúng không? 30 pixel, sau đó là cái thằng vẫn phải viết riêng. Trong hot tag y này chúng ta sẽ có là margin, margin trừ right sẽ bằng 30 pixel nữa. Y này margin right. À margin left. Margin left bằng 30 pixel là cách lùi ra một chút. Sau đó các cái thẻ LI ở phía trong của cái thằng UL này chúng ta bắt đầu là xử lý như sau. LI này chúng ta sẽ có là border 1 pixel solid màu trắng FF đúng không? Border radius bằng 15 pixel. Chưa? Sau đó là padding. Padding bao nhiêu? 20 pixel. To quá, giảm xuống 10 pixel vẫn to. Đây là y đây, padding 20, tầm 20 pixel, border radius là 20 pixel này. Padding giảm tí nữa, chúng ta sẽ để ở đây là trên dưới là khoảng 7 pixel, hai bên là 10 pixel đúng không? Hợp lý hơn đúng không? Đấy là cái ngoài ra. Đấy, chúng ta viết như này thôi. Ngoài ra cho nó margin right 5 pixel nữa. 5 pixel. Cách bớt ra đúng không? Đây, margin right 10 pixel để nó cách nhau ra. LI đúng nhỉ? Như này. Đi lô cha. Sao thằng này nó lại xa cách thiên hạ như này trời. Đây, UL. Các bạn nhìn thấy cái khoảng màu màu hơi xanh xanh á. Ở hai bên. Chúng ta sẽ xếp luôn cái UL này. Có cái này gọi là padding ấy. Padding 030 này. Trên phải dưới trái. Bỏ cái này đi. Cái này chỉ có padding của cái này thôi. Padding trừ led. Sao nhầm. Đây. Hot tag margin led này. Và margin right
bằng 5 pixel. Cách ra tí thôi. Tăng cái margin của thằng này lên. Ồ. Đây margin top. Margin có là margin left rồi mà nhỉ? Có. Đây, có margin left đây thôi. Đây. 70 pixel đi. Margin left bằng 70 pixel. Thì nó sẽ như thế này. Tab Y, margin right 5 pixel, margin left bằng 70 pixel. Rồi, gì nữa? Làm sao để thêm cái dấu thăng vào chừng đằng trước? Before cái gì? Thăng vào đây là xong. Đúng không? Gì nữa? Màu thôi đúng không? Chúng ta sẽ có là ULLIA. ULLIA là text decoration bằng none color trắng. Yep. Đây mới đúng. Được chưa? Nếu thích thì bỏ dấu cách đi để nó sát vào trong. Đúng rồi, còn hover nữa. Duplicate thằng này lên. Hai chấm hover. Màu sang màu gì? Thực ra nó là cái của hover của thẻ LI này này, không phải của thẻ A đâu. Border trừ color sang màu gì? Đó. À đâu? Border nguyên gốc của nó là màu màu xám. Border nguyên gốc của thằng LI này là màu DE. Còn border khi hover chuyển sang màu trắng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là vậy. Đây đúng không? Thấy không? Đó. Chữ cũng vậy đúng không? Chữ giữ nguyên á. Đó. À, chữ giữ nguyên, chữ giữ nguyên. Chẳng qua là chữ nó không trắng thôi. Chữ nó màu khác. Chữ nó trắng sẵn rồi. Cái ấy là cái gì? Cái nút search này, nút search này các bạn tự làm đi. Tôi đẩy lên nhá. Đó. Nhiều phết đấy, nãy giờ viết được hơn 200 dòng CSS rồi đấy. Vẫn chưa xong phần header. Mãi chưa xong phần header. Vất vả nhỉ.
Còn cái icon này các bạn tự nhét vào nhá. Thì chúng ta xuống cái phần dưới này. Cố gắng trong buổi hôm nay xong được cái bật được cái deep to vật này ra. Ừ. Sao rồi? Xong rồi. Dễ mà, có gì đâu. Tiếp theo cái phần ở phía dưới này, search button thì các bạn tự làm nhá. Thích thì nhét thêm một cái thẻ Y vào đây, là thẻ Y có class là FA. FA trừ search. Thử cái xem có. Đây này. Bỏ cái border đi, cho nó line 2 bằng vào đấy. Xong các bạn cho FA bằng 3x vào đấy, FA trừ 3x chẳng hạn, cho to vật lên, đúng chưa? Bây giờ chúng ta có cái search button này, đây có search button, bỏ cái này đi, có cái line 2 bằng 100 pixel và tự động căn giữa luôn. Thế là xong. Màu nó màu trắng hay màu đen nhỉ? Trắng à? Color bằng màu trắng. Rồi. Trắng thích bé thì cho 2x. Xong. Được chưa? Thế thôi. Nhanh không? Tiếp theo là đến cái phần hả? Cái gì? Tiếp theo đến cái phần navigation đúng không? Trang điều hướng thì giờ làm nào? Lại ULLI. Đây tôi để cho nó một cái class, à cái ID là menu đi, main menu. ULLI đây tôi để là một cái thẻ A. Upgrade bằng thăng, trong thẻ A này có thẻ Y, có class là FA, FA trừ home, để thầy, có chứ, sao không có, rồi ở dưới này là cái gì, star, TV show, cine, đúng không? Để bỏ cái AI này đi. Đây chữ star. TV show. Gì nữa? Cine. Gì nữa? Music. Không, chỉ có vài cái thôi. Music. Đó. Đủ chưa? Đủ vào mắt. Ở ngoài này thêm một cái div vào đây, hoặc là cho cái UL là một cái class là container thì mới đủ. Nhét vào trong. Bây giờ không nó dí sát ra ngoài này. Hiểu chưa? Cái gì? Mình không dùng cái container, mình set cả cái body vào bằng này gì? Cả body của cái HTML. Ừ. Margin không vào không? Vẫn đang set là margin không mà. Auto ấy hả? Nó rộng hết thì nó auto với ai? Kiểu mình set cả cái thẻ body. Ừ, nhưng mà quan trọng là cái thẻ body ấy, nó đã rộng hết cái trình duyệt rồi thì giờ nó auto với ai nữa, nó căn giữa với ai nữa. Hiểu không? Margin auto là căn đều hai bên. Vâng.
đúng không? Nhưng mà nó có cha gì nữa đâu, nó rộng hết cỡ rồi, lấy gì mau tu, đúng chưa? Cái margin auto ấy là khi mà một thẻ nó được xích, được fix cái width rồi, đúng chưa, thì nó sẽ căn đều sang hai bên so với thằng cha nó, hiểu không? Thế bây giờ thằng này nó rộng hết màn hình thì làm gì có cha nữa mà căn đều, hiểu chưa? Rồi tiếp theo làm nào, đến đây làm nào, đọc thử cho tôi nào. Main menu A. À. Ừ, thì cả A. Cái gì? Load led cho thằng A này làm gì? Cho nó cái L-I chứ. Gì nữa? Color màu trắng. Gì nữa? Gì? Nhưng mà padding lab. Tôi sẽ có thêm phần sau này chúng ta sẽ có là font family Arial sans serif để cho mọi thứ nó chuyển hết sang mẫu không chân đi. Đâu nhỉ? Tôi vừa viết gì ở đâu nhỉ? Đây đúng không? Cách A thôi. Ủa, xong được ta? Main menu tìm đến phải A. Đáng lẽ phải có chứ nhỉ? Main menu. Tôi có biết sai không? Copy mà sai sao được? Làm gì có? Ôi cá. À đây là ID. ID. Rồi. Sao nữa? Thì main menu. Main menu. Đến UL. List style none, list style type none nữa. Bây giờ mình đến thằng li, đúng không? Giờ có gì? Load left gì nữa? Gì? Có border không? Có gạch đâu, nó không có gạch. Gì nữa nào? Nào line 2 làm gì? Tại sao không line 2 với thẻ ở trên thẻ A? Vì sao? Đây là gì thế? Đây giao diện giờ trông như này rồi. Sao nữa? Margin top làm gì? Căn giữa mà. Bây giờ tôi thử nhá, thử xét vào thẻ A nhá. 2 bằng 45 đúng không? Để coi xem cái phần này nó rộng bao nhiêu đã. À nó dài cao bao nhiêu đã. 45 pixel. Line 2 bằng 45 pixel nữa. Được chưa? Gì nữa? Padding cho LI cho A. Cho LI á. Sai nhá. Sai hoàn toàn nhá, tôi coi này. Tôi sẽ để LI là có padding này. Không đúng không? 5 pixel. Bây giờ cách ra rồi đúng không? Chúng ta nhìn này, nó vào vùng của thẻ A chưa? Đây này, để vào thẻ A thì nó mới chuyển sang hình bàn tay đúng không? Bây giờ tôi làm sao tôi muốn là cái thẻ A này cover vào đây, nó thuộc với vùng này, nó cũng là phải là
chuyển sang rồi. Đó sao? Cái vùng này thuộc thẻ LI. Hiểu không? Ôi giời ơi. Display block. Ở đây. Được chưa? Display block vào. Nhưng mà nhìn này. Các bạn nhìn thấy gì không? Nó vẫn trong vùng màu đỏ này. Nhưng khi hover vào cái vùng padding ấy, là nó vẫn chuyển sang là cái hình mũi tên, đúng không? Thế cho nên là chúng ta phải làm cái việc padding này này. Làm thì làm ở trong thẻ A, chứ không làm ở trong thẻ LI. Được chưa? Đấy nhá. Thấy không? Thấy không? Được chưa? Nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi thẻ LI. Khi bởi cái vùng padding của thẻ LI. Đấy là cái chúng ta làm, chúng ta phải kỹ tính. Khi mà làm giao diện phải kỹ tính ở chỗ đấy. Được chưa? Rồi, sao nữa? Cái LI khi mà hover, LI khi mà 2.hover thì đổi sang màu gì? Màu đậm hơn. Làm sao để lấy cái màu đậm hơn này? Dùng chiếc quái được. Đây nhá. Đây đúng không? Đây này. Bạn thấy không? Dùng kiểu gì? Không dùng được đúng không? Chúng ta phải kích vào đây này, chỉ cho cách này. Kích vào đây này, chuột phải. Nhìn thấy active hover focus gì không? Đúng không? Hover vào. Đây nhá, ví dụ tôi sẽ sử dụng cái thẻ này. Đây. Đây đúng không? Đây chúng ta nhìn cái đời sống này. Đang chuột phải, nó đang ở trạng thái là hover thì nó sẽ có cái hình màu vàng này, kích vào đây này. Thấy không? Bỏ đi rồi này. Kích vào đây này. Hover này, chuyển sang chưa? Giờ chúng ta mới lấy màu. Đấy, 98D, 980D17. Background. Thăng 980D17. Nhầm. Sao nhờ? Nó đổi màu rồi đấy. Nhưng mà tôi mới nhìn thấy. Ở trên máy chiếu không biết nó có sang không. Ở đây sao nó đậm ấy nhỉ? Nó làm tương phản kiểu gì đậm thế? Thôi kệ nó đi, mình không phải là dân chuyên giao diện. Làm được thế là giỏi lắm rồi. Được chưa? Thế là xong cái phần menu cơ bản của thằng này. Còn cái cuối à? Cái cuối là cái nào? 3 chấm. Kệ nó. Cái cuối đấy phải làm bằng JS. HTML, CSS không làm được. Đấy là mega. Cái mega menu này hả? Không có cái cuối 3 chấm. Cái này hả? Này. Được chưa? Làm cho nhá. Làm cho bất kỳ kể cái nào hover vào cũng ra nhá. Nó có khác gì nhau đâu đúng không? Nó không khác gì nhau cả đúng không? Bây giờ tôi thay cho cái việc tôi bấm một cái ba chấm, tôi bấm vào bất, tôi hover bất kỳ một cái nào nó bật ra là được cái gì? Rồi bây giờ chúng ta coi tôi làm như nào này. Đây chúng ta có cái thẻ nav là main menu đúng không? Chúng ta sẽ có cái thăng main menu này, có cái position bằng relative. Hiểu làm gì chưa? Rồi đây, ví dụ tôi hover vào cái thẻ star này nhá. Thì trong cái thẻ star này của tôi sẽ có một cái thẻ UL nữa, một thẻ div nữa. Một thẻ div nữa. Trong thẻ div tôi đặt cho nó một cái class là mega menu. Được chưa? Rồi, chúng ta thử cái. Mega menu sẽ có position bằng absolute đúng không? Có min 2
bằng 500 pixel. Background thì nó màu trắng sẵn rồi, chúng ta chẳng phải làm gì nữa. Đúng chưa? Vậy thôi chứ mấy. Top bằng 45 pixel. Left 0, right 0. Giờ coi này. Wow. Sao nhỉ? Đâu rồi? Đây, nó đang hiển thị rồi đấy. Sao tầm bậy tầm bạ vậy trời? Chờ tí nhá. Chúng ta xem nó hiển thị ở đâu. Đây, nó đang lên trên này. À, cái này chúng ta đang thiếu cái clear fix cho thẻ này, bởi vì lấy float mà. Clear fix. Và thằng này chúng ta sẽ set cho nó cái background. Background là màu trắng. Đúng chưa? Kéo dưới thì ở dưới nó che mấy cái mớ ở dưới. Xong chưa? Bây giờ cho nó thêm một cái là display none. Mất rồi đúng không? Giờ chúng ta sẽ có là hover. Thằng này hover li mà hover thì cái thẻ con là cái mega menu của nó sẽ có display bằng block. Kéo ra tận ngoài này thì mới hết. Xong chưa? Ở trong đấy chúng ta lại container các thứ ở trong kia. Thì cái việc ở trong đấy các bạn tự làm cho tôi nhá. Làm luôn đi. Tôi sẽ đẩy code này lên. Và cái này nó có cái hay là ở chỗ này này. Thẻ li nào hover thì thẻ con là mega menu của nó sẽ hiển thị. Chứ không bị lẫn đâu nhá. Không bị lẫn đâu. Các bạn thử xem này. Ở đây cái thẻ này tôi để là thẻ con của star. Đúng không? Tôi copy cái này. Tôi paste xuống dưới cái TV show. Đây con của TV show. Đúng không? Bạn coi nhá. Star này, con của star, TV show thì là con của TV show. Đúng không? Của thẻ nào thì hiển thị con của thẻ ấy chứ không liên quan gì đến bố con thằng khác. Được chưa? Tôi để code lên rồi đấy. Các bạn check đi. Phần chi tiết ở trong thì các bạn tự làm nhá. Có khó không? Phần này có gì mà khó không? Chia cột lại chia cột, xong viết vài cái link vào đây là xong. Đúng không? Cái này về tự làm. Rồi tôi để code lên rồi, làm đi. Chia cho tôi mấy cái cột ở trong đấy. Luôn thử xem nào.
Làm đến đây thì các bạn có nghĩ ra phương án làm phần này không? Ghi ra. Ví dụ phần người ta uống lưỡi 7 lần những cái phần thông bình quân cả. Ghi ra. Sẽ chia như nào? Ok, đã có thể đi to rồi, bây giờ là còn gì nữa? Hai là thẻ đít. Dưới thì là thẻ gì? Tiêu đề là thẻ gì? Nút dép và nhăn mồm rồi. Thế này là thẻ gì? Thẻ H. Trong H có link. Thẻ A vào, đúng không? Còn dưới này là thẻ P bình thường. Xong chưa? Bên này cũng vậy. Bên này cũng có cái ảnh và cái thẻ H thôi. Ừ thì thẻ gíp. Không quan tâm là thẻ gì. Xong chưa? Dưới này thì có khó không? Còn dễ hơn trên. Nhưng mà nó chạy được. Chạy được là có GS. Thư viện hết, không có gì cả. Phần này có dễ không? Cái nào? Này á? Cái này thì GS rồi, tất nhiên rồi. Cứ cái gì muốn động đậy được là phải GS. GS giúp chúng ta làm web động đậy. Nhưng mà tóm lại là cái phần này có khó không? Nó làm rồi. Làm đi. Chưa làm cái mega mini được thì người nhà là làm cái phần bên dưới thôi. À? Mini. Mega mini là tí mấy giây xong. Nay chúng ta học được cái chia grid này, đúng không? Vận dụng mấy cái class này, chia vùng CSS này, float, flip cái thứ kiểu này, xong sao nữa? Thực hành không? Rồi cái mega menu nữa, phụ thuật là mega menu. Thank you.
xem lại. Xem lại thì xem đi, về xem đi. Tìm của cái Việt Nam cho TV không ra nó trực tiếp bây giờ, đó là cái trận này đang đánh của. Để đi, làm đi. Nào rồi. Đây. Đây nhiều. Ừ.
nào các bạn muốn chọn thì ấy luôn nhá, không chọn nhá, nó bắt đầu cốt nó nhiều lên rồi đấy.
chết mẹ. Này phải đi educa mà mình phải quên mất rồi.